Thật là một niềm vinh hạnh lớn được ở đây với tất cả quý vị và ăn mừng những gì thuộc về văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Thật vô cùng vinh hạnh được ở đây với tất cả quý vị tại Lido Sài Gòn này. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Lido Sài Gòn, Nam California trở thành khối cử tri đáng chú ý trên chính trường Hoa Kỳ trong mùa bầu cử năm nay. Nhất là khi hai dân biểu cao nhất của hai đảng, Hakeem Jeffries, đảng Dân Chủ, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Liên bang, và Mike Johnson, đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Liên bang, hôm thứ Bảy 12 tháng 10 và thứ Hai 14 tháng 10, đích thân ra mặt vận động tranh cử cho Derek Trần và Michelle Steele, hai ứng cử viên đang tranh giành quyết liệt ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 ở California. Tôi đến đây để nói rằng cuộc đua này rất quan trọng, không những cho địa hạt này, cho tiểu bang California, mà còn cho cả quốc gia, tất cả người Mỹ. Tôi nói cuộc đua này là một trong những cuộc đua quan trọng nhất trong chu kỳ bầu cử này. Cộng đồng những người Mỹ gốc Việt rất chăm chỉ, biết làm ăn thương mại, chú trọng gia đình, liên kết chặt chẽ với cộng đồng, có nền tảng tôn giáo, vô cùng yêu nước và quý vị nấu ăn tuyệt vời. Sau khi phân chia lại ranh giới địa hạt ở California năm 2020, theo thống kê dân số, ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 bao gồm nhiều thành phố ở cả hai quận, quận Cam và quận Los Angeles. Trong đó, có ba thành phố đông cư dân gốc Việt sinh sống nhất tại Nam California là Garden Grove, Westminster và Fountain Valley. Bà Michelle Steele, người Mỹ gốc Hàn, tranh cử và đắc cử vào ghế này năm 2022 cho đến nay, sau khi ghế dân biểu liên bang địa hạt 48 mà bà nắm quyền trước đó chuyển vào vùng khác. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Derek Trần tham gia ứng cử vào ghế Hạ viện liên bang. Michelle Steele là một trong những dân biểu làm việc chăm chỉ và có hiệu quả trong Hạ viện Quốc hội. Bà đại diện cho cộng đồng của quý vị rất tốt, với tư cách, trí thông minh, mẫu mực và vì vậy bà hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Derek Trần đúng là mẫu người nên phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ. Derek Trần là người yêu tổ quốc, người Mỹ, cựu quân nhân, chủ thương mại nhỏ, con trai của người tị nạn, cha của ba đứa nhỏ, một lãnh đạo cộng đồng và là người tạo ra thay đổi ở Lido Sài Gòn và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho quận Cam và cho nước Mỹ. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam ở Nam California cũng nhân cơ hội này tiếp xúc với lãnh đạo của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhất là gia đình có thân nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam. Họ được ban tranh cử của Derek Trần sắp xếp buổi họp trực tiếp với lãnh đạo đảng Dân Chủ Hakeem Jeffries và được nêu vấn đề nhân quyền qua phần vấn đáp trong buổi họp báo với Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng Hòa Mike Johnson, qua phần trả lời của bà Michelle Steele. I can talk about China and Vietnam, about the human rights violations all day, but you know what? We're going to have another press conference for that. Các vấn đề tranh cử ảnh hưởng đến cử tri gốc Việt như đảng Cộng sản, vu khống và xuyên tạc lẫn nhau cũng được lãnh đạo hai đảng đề cập tới. Khi được hỏi về xác suất thắng cử kỳ này, cả hai ứng cử viên Derek Trần và Michelle Steele đều cho rằng họ có khả năng thắng cử. Dù cuộc đua giành ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 vẫn còn rất gay go, quyết liệt. Tôi sẽ thắng 100%. Và quý vị biết không, tôi có thể nói 99,9% là ông Trump sẽ thắng. Chúng tôi sẽ lấy một ghế ở Thượng viện. Chúng tôi sẽ thắng. Mọi chuyện rất tốt. Chúng tôi đi gõ cửa 170.000 cửa cho tới nay rồi. Cộng đồng đang lên tiếng rất mạnh cho biết họ muốn ai đại diện cho họ. Họ chỉ muốn người nào có thể chia sẻ câu chuyện của họ, là tiếng nói của họ trong quốc hội. Và điều đó đang xảy ra hôm nay. Thăm dò ý kiến thấy tốt, chúng tôi sẽ thắng Michelle Steele. Hiện tại, theo tài liệu từ văn phòng bầu cử quận Cam, California, địa hạt 45 có số cử tri ghi danh bỏ phiếu đảng Dân Chủ nhiều hơn đảng Cộng Hòa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tiếng nói của cử tri gốc Việt tại Lido Sài Gòn, Nam California được chú ý và gây ảnh hưởng ở chính trường liên bang Hoa Kỳ. Đây là cơ hội vàng.